Mày còn nhớ ngày đó không homie, khi hai thằng sinh viên nghèo vẫn còn chung một tô mì, vui bàn chuyện thế giới vẫn cần vô lo vô nghĩ. Mơ một ngày ra trường làm giám đốc mở công ty, nhưng cuộc sống chẳng mở rộng cái cửa màu hồng cho ai. Khi mẹ ăn phận với kiếp làm công kiếm từng đồng sinh nhai, tiếc nuối cho những giấc mộng khi thời gian không trở lại, chỉ biết gửi lòng vào trong những tiếng thở dài. Và ngày mai lại chèn rượu với điếu thuốc lá cầm hơi, mày ngồi đây nghĩ về giấc mơ một thời đã quá tầm với, rồi lại lao thân vào với kiếp ke và đá mặt trời. Trước khi mày kịp nhận ra mày đã tự tay tàn phá cuộc đời, để rồi phút giây này ngồi đối diện giữa mày và tao, ngắn đôi bảy trường sông sắc tao vào thăm mày trong nhà lao. Còn đâu những lời tâm sự cùng biết bao hoài bão, giờ bây giờ chỉ biết nhìn nhau chẳng nói nổi một lời nào. Tao thấy những chuyện mày làm giờ hôm đời ta không ngờ những kế hoạch mà tao bàn đã hôm ấy. Sự phát triển của chính trọng người phá vào hôm ấy, và những lần hôm ấy sẽ làm lại một buổi sáng giờ hôm ấy. Những người hẹn tao, đồng tư áo mà bước quay khi nhiều chồng gai. Ta kẽ đâu cao mà xương, vì cuộc đời lượt bắt ta gục ngã. Yêu thương sẽ mất chúng ta có một chiều trả. Gặp nhau rồi homie, mày là con bạn thân duy nhất của tao đó homie. Từ thơ mày gắn liền với những nỗi khổ trong việc vô đi, nhưng chưa bao giờ cuộc đời này đối với mày là vô vị. Con bé 15 tuổi áo trắng quần kaki, mẹ muốn nhắc tao rằng mày sẽ trở thành một họa sĩ, nhưng thời gian trôi qua ước mơ ấy dần trở nên xa xỉ. Khi từng nét bút mày vẽ sẽ bị cuộc sống đây là mờ đi. Rồi mày biết thích nó cho cuộc đời chuyển hướng, một năm trôi qua mày bỗng thành gái bán thân trên sổ. Đời đổi chúng chỉ biết chờ đợi từ lúc lên xuống, mang danh sự cha đánh đổi lấy sự nhớ mày làm tiền lương. Giờ đứng trên đường bắt gặp ánh mắt giữa mày và tao, ngắt đôi bởi dòng nước mắt ngập đầy khổ đau. Còn đâu những lời tâm sự cũng biết bao hoài bão, để bây giờ chỉ biết nhìn nhau chẳng nói nổi một lời nào. Đời ta không như mơ, không như kế hoạch mà ta bàn đã hôm ấy. Số phận chỉ một chiều trong người phá đã hôm ấy, và những nỗi khổ vẫn sẽ lặp lại vào buổi sáng đã hôm ấy. Những người nghe tao, đâu còn cao mà bước ngoài kia nhiều chồng gai. Người ta kẹt đâu cao mà xước, vì cuộc đời đâu có cao của ta. Để thương sẽ liệu chúng ta đã bị cho đời trả. Tao thấy những gì mới làm rồi hôm ấy. Get ready. Start from downtown. You just rip that out of thin air. 3-point basket. Yo, yo, defense. Intercept. Come on. 3-point basket. Chip out. Oh, rebound. Go! 3-point basket, you just ripped that out of thin air! Sure is. 3-point basket? Yo, yo, defense, defense!
Nice pass. Oh, nice. Shot clock. Hurry up. Hurry up. Oh, did you see it? Get ready. Nice pass, Sissa. Start. He's going to pull it up. Lam to lam. Nice chip. Oh, rebound.